À, cô chú ơi, chị Chay hôm nay dậy ăn sáng nè cô chú ơi. Ăn sáng cũng rất là đơn giản và sơ sài, chỉ là một chén cơm và đầy nước tương trong đó. Ngồi ghế đồ ăn đồ, coi líp bì đồ. Hứng ra ra hứng để đổ. Gì vậy? Đủ tùm lum à. Nay cho nó nói con gái tới tuổi dậy thì mặt nổi mụn không? Phải không? Vậy thì này là vậy thì chưa. Vậy thì này là vậy thì chưa thành công nè. Xe. Ừ mẹ thấy rồi. Con đừng có chỉ cái đó vô cái máy của mẹ. Hôi nước tương. Cô gái gì vậy thì không có thành công vậy. 1 2 3 4 5 6 cục bột. Ngon không? Ngon không con? Cơm nước tương ngon không? Chúc mẹ cho chở chay đi ăn bún kìa. Ừ đúng rồi. Ăn đi, ăn được nhiều ăn đi rồi mẹ chở đi ăn bún. Cái mẹ chở đi ăn kem. Bữa nay được đi ăn kem sướng dữ ta. Đừng có gõ ưng sừng. Gõ, không có được gõ. Ăn đi, ăn. Ăn đi. Coi không à, ăn đi. Cái này con ăn đây con. Phải chưa? Cái gì phải chầu gì? Lá gì à? Cái đó gì à? Cái chầu lá gì? Xe màu gì á? Green, đúng rồi. Con ăn giùm mẹ cái đi chay. Không ai thôi khỏi coi. Thôi tắt clip bì đi, ăn đi, ăn gì múc vô ăn. Múc vô ăn rồi mẹ để cho coi. Múc vô ăn rồi mẹ chơi để cho coi. Giờ bóc. Cái muỗng là sao mình bóc? Có cái muỗng mình phải múc mình ăn. Cho cô chú khen nha. Khen ngoan quá, chị cầm muỗng chị múc giỏi. Công nhận buổi sáng, nói chung là buổi sáng với lại buổi tối ở Đà Nẵng hơi the the. Nếu mà mình mặc một áo tay dài nhẹ thì tốt. Chứ còn buổi trưa thì rất là mát đối với Ngọc. Ăn chưa? Tắt lít bì nha. Vậy thôi con ăn đi, con ăn đi. Múc cơm ăn lên. Ăn cái kiểu vậy đó, nó cái nó lấy cái chấm một hộp cơm, biết chừng nào chén cơm mới xong rồi. Đưa mọi múc một chút, mọi múc giùm con. Yeah, wow. Giỏi quá, trọng cái muỗng cơm được rồi. Ăn bự vô chứ. Cơm chứ đâu phải là mì đâu mà tính húp lên vậy. Trời đất. Mami. That's pretty cool. Look over here. Nhìn nó ăn không thấy mắc mệt. ABCDFG hả? And then let's find out where it goes. ABCDFG. Blue. Đúng rồi. F. ABCDE. F. Đúng rồi, học cái con học chữ cái đi. F. Đúng rồi. Được rồi chị. Dạ. So much to learn about. It will make you want to sao? Dành cơm ra chứ, một hộp cho em. Tới bên đó anh đã à? Dạ. Tới bên đó em nói anh vậy à? Dạ, một tuổi là bắt đầu là con. Ở bên đó là nó ăn đủ thứ. Nhưng mà nó cái bữa ăn là nó cũng được ăn xì dầu vậy à? Dạ, nó thích ăn nước tương với trứng. Trứng chiên lên rồi xịt xì dầu vô, xịt nước tương vô. Dạ. Sao cho trứng mặn như vậy nè? Dạ con đâu? Dạ, con chiên giùm cho con cái trứng đi dạ. Trứng này trứng gà ta mà màu cái gì đó. Dạ. Ba làm cực quá, phải ăn hết nha. Nha, ba làm cực cho con á, con phải ăn hết nha. Ngồi đi con, rồi có mũi dính cơm rồi. Ngồi xuống giùm cái. Ngao nhìn mặt nó giống con chứ. À, cô chú ơi, Chay chuẩn bị lên đường đi về Hồ Chí Minh City. Cướp gì nữa, đâu nữa, nó vô sân bay nè, nó vậy đó cô chú.
Mẹ Chay đang rất lo lắng về cái ngày về Mỹ của hai mẹ con. Một mình Ngọc đi từ Việt Nam về tới Mỹ với Chay sẽ không hề dễ dàng chút nào. Đó, cô thấy, cô chú thấy xa xa cái tướng Chay nhỏ bé dễ sợ chưa? Đó, sân bay ở nước ngoài rộng hơn ở đây Việt Nam mình, mà Ngọc đi một mình với nó. Các bạn thấy không? Đó không phải là một chuyến đi dễ dàng, đó là thử thách tình yêu của hai mẹ con. Coi thật sự mẹ có thương con như những gì mẹ nói hay không, bằng cách là dẫn con về Mỹ mà không bỏ con giữa đường. Hai trời trời. Ồ, đẹp không? Đẹp không con? Bánh, bánh, ừ đúng rồi, đừng có đụng, đụng nhẹ thôi, đừng đụng mạnh quá. Hư bánh của cô đó. Thử thách tình yêu của hai mẹ đó, ngồi đó, có đồ chơi nữa. Thôi bẻ im ra, để im ra đi. Để im nó giùm, đừng đụng vô giùm coi. Chỉ coi thôi, hàng dễ vỡ, không được chạm tay vào. Rồi nó thấy nước cái đó, nó uống. Uống nước không? Uống nước, mày mua nước uống nha. Rồi mua nước uống, mua mà không uống là tập á. À, tưởng nó khát nước, kêu mua chai nước. Mua xong không uống, có được không? Có được đài không? Bả gì? Mà tại sao con uống nước? Con làm gì chay? Nè, uống nước nè. Wow, cái gì? Uống nước không? Uống nước không? Gì vậy? Mở hả? Con nói mẹ ơi. Con nói gì? Trứng khủng long. Trứng khủng long. Oh wow. Nó mở ra mấy cái hình đó mà có con khủng long á, nó biết nói tiếng Anh luôn nha cô chú. Nó nói là dinosaur, là khủng long đó cô chú. Con nói mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ mở giùm con. Không có cởi giày ra, không có cởi giày ra. Giờ mở này nè. Đó, con nói đi, khủng long. Khủng long. Rồi con đứng lên đi mẹ mở, con đứng lên đi mẹ mở. Cho nó đứng lên, con ngồi chùm hổm nè, có được không? Ngồi chùm hổm xuống, ngồi chùm hổm xuống, ngồi chùm hổm xuống. Đó, trời ơi, kêu ngồi chùm hổm cũng biết luôn. Có được không? Ngồi chùm hổm. Ngồi chùm hổm. Ngồi chùm hổm đó cô chú. Mình men. Men gì? Đi đâu ạ? À? Đi chợ hả? À? Chợ, đi chợ. Có được không? À, chuẩn bị hành trình, sợ quá trời sợ luôn. Mỗi lần vô sân bay là sợ cái hành trình gì. Từ Mỹ, từ Việt Nam về Mỹ. Mọi người chưa, không biết. Chỉ có người nào đi rồi mới biết được cái hành trình đó. Có chồng Ngọc đi theo mà Ngọc còn đuối đơn. Chỉ có một mình Ngọc. Hai mẹ con đang thử thách tình yêu. Chuyến đi định mệnh. Dạ. Cháy kìa, cháy kìa. Cháy kìa, bà biết cháy kìa, cháy. Hết cái bánh này bánh kia nè. Rồi, ôm cái đó đi luôn. Đấy, tự cao đạo bóc luôn. Cháy. Mẹ nghĩ con sẽ thích cái vị này hơn nè. Mẹ nghĩ con sẽ thích cái này hơn. Nha. Mua này nha. Trời ơi trời. Chị đi 1 2 3. Thumbnail chụp hình thumbnail, chụp hình thumbnail, chụp hình thumbnail. Rồi, chụp hình thumbnail rồi. Nhớ không? Còn nhớ cái đó không? 1 2 3. Tấm neo coi, đưa đồ lên chụp hình tấm neo. Ơ, bà đi. Peekaboo. Peekaboo. Trốn. Con nói con muốn mở cái đó ra không? Con muốn mở không? Con nói mẹ ơi. Con nói đi mẹ ơi. Mẹ ơi, mở giùm con. Cái con này con gì đây? Con này con gì? Con này con gì? What is this? Dino. Con gì? Con dino gì? Dinosaur. Trời ơi, cởi dép ra coi được không? Sao? Con chay á cô chú, có một cái tật nữa là không thích mang dép. Không hề thích mang dép. Tám. Giỏi quá. Không thích chạy đầu, không thích mang dép. Ngứa đó, không thích chạy đầu là. Do không thích chạy đầu nên ngứa đầu đó. Đó, ngứa. Tao cho vừa.
Con nói đi chơi cho vừa. Nói đi chơi, nói đi cho vừa. Thôi đứng kìa. Không hề thích mang dép. Burger King đang ngồi ở dưới Burger King cô chú. Gì vậy? Cởi áo ra nha, cởi áo ra cho con nha. Cởi áo này ra nha. Mang giày vô đi, mang giày vô đi. Thôi đừng có bỏ giày lên đây, các bạn người ta ăn mà sao mình bỏ lên đó được. Mang giày vô nha. Xin chào cô chú đi. Hello. Ngồi xuống đàng hoàng, ngồi xuống đàng hoàng, mẹ mở ra nha. Con nói mẹ ơi, mở giùm con. Mở giùm con. Con nói đi, khủng long. Bảo bảo chúa. Mở từ từ. Mở mình phải kiếm cái đường mình mở đàng hoàng mới ra. Con nói ABC ABC. Oops. Trời ơi con quanh tay lại giỏi ghê chưa? Sao? Mũi cắn con đâu đâu chỉ cô chú coi con mũi cắn đâu, mũi cắn nó ra. Cái này sao mở mà hoài không được chạy. Khó rồi ta. Trời ơi. Hồi nãy giờ nó làm ấy ấy hoài bị nước bể nó hộp luôn nè. Cái này không phải Ngọc làm nha. Cái này không phải lỗi mẹ nha con. Cái này của con hồi nãy con làm rớt bụp nhớ không. À, cố mở ra. Làm ơi. Đó không làm đó. Không được cho nha. Không được rồi. Con làm con gỡ ra coi, con gỡ ra coi. Wow. Nó làm bộ giống Ngọc á. Nghiến răng lại coi, nghiến răng lại coi. Nghiến lại. Đúng rồi. Con nói cô. Chú. Ê. I love you. I love you more. I love you more. I love you.